Ở đây bây giờ mưa, bây giờ có cái gì mình che lại giùm em cái đây. Để bây giờ em đang like rồi, em không có di chuyển được mấy anh ơi. Rồi, xin được mến chào quý khán giả thân thương của quê hương thành phố Mỹ Tho. Trước mắt của chúng ta sẽ là màn chạm trán trong khuôn khổ giải bóng đá kết nối đam mê sân 7 năm 2023 với sự góp mặt của Belong Sport cùng với quân đoàn Refi FC. Ở trong hiệp đấu thứ nhất thì đoàn quân của anh Belong Sport sẽ thi đấu trong trang phục sắc xanh và bảo vệ khung thành ở bên phía tay trái theo nhìn của khán giả và các bạn. Rồi về phía đối thủ đó là quân đoàn Refi sẽ thi đấu trên phục sắc hồng nha các bạn. Quý khán giả và các bạn cũng thông cảm cho bình luận viên trong những phút đầu, hiện tại đang có những hạt mưa tại sân các bạn ơi. Bình luận viên đang chờ đợi sự hỗ trợ của mấy anh em. Các cầu thủ đến từ anh Belong Sport sẽ ra quân với đền số 7 Tấn Lộc Biren, số 6 Dương Vĩ Chuột, số 19 Hoàng Phúc, số 2 Quang Minh, số 10 Khắc Nghiêm Lukaku, số 16 Tấn Thịnh Khắc Nguyên Lukaku nha các bạn, cùng với thủ thành số 1 là Minh Trắng. Cơ hội dành cho cầu thủ trắng cao. Minh Tâm. Quân đoàn Defy sẽ thi đấu cho trang phục sắc hồng và trắng giữ khung thành bên phía tay phải với đội hình thủ thành số 1 Hải Bánh, số 6 đội trưởng Ngọc Tài. Cú dứt điểm hơi nhẹ. Số 19 Thiện Ba Chi, số 18 Nhật Trường, số 11 Minh Khoa, số 9 Minh Tân, cùng với bình luận viên không nhận thấy có thủ môn ở trong danh sách đăng ký thi đấu của quân đoàn Refi các bạn. Vâng, đó là thủ thành Hải Bánh cùng với Bảo Khang Mã Đại nữa các bạn, con át chủ bài của quân đoàn Refi. Không được, Ngọc Tài đã bị trượt chân. Bảo Khang Mã Địa nha các bạn.
Mưa càng ngày càng lớn các anh em ơi, có lẽ là em không thể live stream tiếp tục được các anh em ơi. Có gì mấy anh em thông cảm cho Bình Luận Viên nha. Mưa vẫn đang rơi các bạn ơi. Tỷ số của trận đấu đang là 0-0. Trận thi đấu chung khổ giải bóng đá kết nối đam mê X7 năm 2023 với sự góp mặt của Bình Long Sport FC cùng với Quy Đầu Riva FC. Trận đấu đang được phát trực tiếp trên nền tảng truyền thông thể thao Gold Medal Facebook nha các bạn. Và được ghi hình trực tiếp trên tại sân cỏ nhân tạo Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Rồi, xin cảm ơn anh Vũ rất là nhiều. Vâng, và đã có bàn thắng mở tỷ số rồi các bạn ơi. 1-0 dành cho đại diện đến từ thành phố Mỹ Tho, đội bóng của anh Bình Long Sport FC. Pha ghi bàn của Trắng Cao các bạn ơi. Chuyền sút mang áo số 4 đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà. Không được. Cơ hội vừa rồi là dành cho Minh Tâm. Minh Tâm có biệt danh là Tâm Voi. À xin lỗi Minh Tâm các bạn. Hình như là hồi lúc đầu là Hải Bánh ghi danh sách cho Bình Luận Viên thì phải. Bình Luận Viên đã đặt niềm tin sai chỗ rồi các bạn ơi. Bóng đã chạm tay của bạn Trắng Cao. Bạn Trắng thi đấu rất là thân thiện luôn các bạn. Xin chào Nguyễn Chí Hậu, xin chào Vũ Trường, xin chào Phạm Tấn Dũng, xin chào Trần An. Không biết sao bạn Thanh Khải lại thả phẫn nộ vô cái live stream của chúng ta nha các bạn. Không biết là Thanh Khải của đội bên nào đây. Phần đó là chân sút phía quân đoàn Refi.
bình luận viên đã hiểu được tại sao mà khán giả này lại thả Akan phẫn nộ. À, Tấn Dũng đã có lời cổ vũ là Ngọc Tài đá xong về nhậu nè anh ơi. Điều khiển trận đấu hôm nay chính là thầy Tường Oanh. Xin chào Thanh Khải. Thanh Khải nói là bị cấn điện thoại các bạn, cấn điện thoại mà vô Icon phẫn nộ. Không có lỗi. Hiệp đấu thứ nhất của chúng ta cũng đã trôi qua được 10 phút rồi các bạn. Tỷ số đang là 1-0. Người đã có được bàn thắng duy nhất tính tới đến thời điểm hiện tại đó là Trắng Cao, cầu thủ mang băng đội trưởng của phía Billong Sport FC, đội bóng của anh Long. Hiện tại thì mưa vẫn đang rơi. Nếu như mà buổi live stream có điều chia sẻ sức thì mong khán giả cũng chia sẻ cho ekip của chúng em. Anh Bi Long. Không có gì nguy hiểm. Và phát bóng khá mạnh của Minh Trấn, thủ thành số 1 trong mùa giải năm 2023-2024. Xin chào Thanh Khải nha. Thanh Khải đã lại gửi lại sorry tới mấy anh em. Xin chào Sĩ Hào đến từ thành phố Bến Tre. Hoàng Phúc đã có lời nhắn là anh em TMC mãi đỉnh, anh Bi Long đại ca cố lên. Bây giờ thì mới có người công nhận cái tên thật của anh Bi Long các bạn. Trắng Cao đường cho khe hay. Tuy nhiên thì mặt sân đã hơi trơn, khiến cho bóng đi nhanh hơn bình thường. Được diện vừa rồi là dành cho Tấn Lộc Biren. Sân trơn bóng hớt, mấy anh em, mấy bạn phải thi đấu cẩn trọng chút xíu nha mấy bạn. Pha chuyển cánh hơi mạnh, đường truyền là dành cho người đồng đội vẫn chưa quay lưng lại các bạn. Đường truyền dành cho Lý Kiệt, hình như không phải tên thật của cầu thủ này các bạn ơi. Sóng gió đã trôi qua. Bây giờ tiếp tục Gia Bảo thả Icon phản nộ các bạn. Trắng Cao. Anh đi con ơi, gì vậy? Mưa nước hết cái máy tính luôn rồi nè.
Tỷ số đã được cân bằng một đều các bạn. Tuy nhiên thì do ảnh hưởng thời tiết nên chúng ta đã không thể theo dõi được bàn thắng vừa rồi. Chỉ có những khán giả đang có mặt trực tiếp tại sân thì mới chứng kiến được bàn thắng vừa bằng tỷ số một đều các bạn. Xin chào Phương Thắng, Thanh Khải, Hữu Khang. Hữu Khang hỏi chừng nào có hình. Bình Lân Viên đâu có chụp hình đâu mà biết Hữu Khang. Hữu Khang hỏi một câu rất là thông minh luôn. Sự cảm ơn Hữu Khang rất là nhiều. Chúng ta cùng tiếp tục với trận đấu các bạn ơi. Trong những giây phút đầu thì Bình Lân Viên đã chưa thể bám sát vào trận đấu. Cuộc đối đầu không hề có từ khoan nhượng với sự góp mặt của anh Bi Long đại ca cùng với đoàn quân của mình Bi Long sẽ bỏ MC và cuộc đầu refi. Nỗ lực của trắng cao, mặt sân hơi trơn trắng ơi. Hải Bánh đã kịp thời kiểm soát được tình hình. Xin chào anh Đức, cú dứt điểm quá mạnh. Xin chào Thanh Khải, Thanh Khải là câu lạc bộ vũ dành cho Tân Nhai. Xin chào bạn Trần Huy. Cả đồng các cổ động viên đang tương tác trên nền tảng truyền thông thể thao Gomeda các bạn. Tuy ekip của chúng em thường xuyên tác nghiệp tại quê hương Mỹ Tho nhưng đây là lần đầu tiên mà hầu hết các bạn ở lứa tuổi U14 mới tiếp cận với đơn vị truyền thông của chúng em. Ở Bến Tre thì chúng em tập trung vào các giải đấu bóng đá được Bến Tre từ giải U13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 luôn nha các bạn. Anh Bi Long. Sắp tới vào tháng 7 thì Bến Tre của chúng em sẽ tổ chức giải bóng đá U18 V-Sport toàn quốc khu vực miền Nam với sự góp mặt của U18 thành phố Hồ Chí Minh, U18 Bình Phước, Tây Ninh, Tiền Giang nữa nha các bạn. Giải đấu sẽ được diễn ra tại sân NCT Football, tranh cúp cà phê The Manden. Trần Huy đã có lời nhắn là anh Long đâu rồi. Anh Bi Long đại ca đang thi đấu bên lan cánh phải của đội nhà. Ngọc Tài. Ngọc Tài là người mang băng đội trưởng phía quân đoàn Refi. Mưa vẫn đang rơi tại sân các bạn. Xin cảm ơn em Minh Trung đã hỗ trợ cho bình luận viên cũng như là em cameraman. Mưa gây ra không ít khó khăn cho ekip của chúng em, đặc biệt là các thiết bị điện tử các bạn. Không vào. Bóng vừa trúng vào cột dọc khung thành phía đoàn quân của anh Bi Long. Xin chào Trần Quốc Đại. Đa số các bạn ở lứa tuổi U14 là game thủ của Refi các bạn ơi. Hầu hết luôn. Ngọc Tài. Trắng cao. Và dứt điểm hơi vội vàng của Vĩ Chuột. Bình tĩnh lại Vĩ ơi, không có gì phải quá vội vã. Chúng ta cần có những pha phối hợp đẹp mắt các bạn. Không phải là bàn thắng là một điều quan trọng ở những trận giao hữu như thế này đâu các bạn ơi. Những trận đấu như hôm nay sẽ giúp cho anh Bi Long tìm ra được vị trí hợp lý cho các chân sút của mình cùng với chiến thuật nữa các bạn. Lý Kiệt. Đây là Minh Tân. Tân Voi. Anh Bi Long là người can thiệp. Buổi chiều ngày hôm nay thì Tân Voi cũng đã có những trận đấu ở giải bóng đá U14 cộng 4 tranh cúp anh Bi Long lần thứ 9. Vâng. Xin cảm ơn Trần Huy rất là nhiều nha. Trần Huy khá là quan tâm cho Bình Lân Viên cũng như là ekip. Cơ hội. Ngọc Tài. Ngọc Tài đã chưa thể đón nhận được đường truyền của người đồng đội phía quân đoàn Refi.
cú dứt điểm. Và dứt điểm tiếp theo là Hai Mạnh. Hiệp đấu thứ nhất của chúng ta đã trôi qua được 50% thời gian rồi nha các bạn. Tỷ số vẫn đang là 1-1. Các cầu thủ phía anh Bi Long đại ca là đội bóng đã có được bàn thắng mở tỷ số sau pha lập công của Trắng Cao. Tần Doi chưa thể có cú dứt điểm. Trắng Cao phản công dành cho Quân Đội Defy. Không được, cơ ly đội hình phía Bi Long Sport đang được giữ rất là tốt các bạn. Xin cảm ơn anh Đức. Trắng Cao vâng một pha bóng có thể khiến cho anh Bi Long hơi bị đau nha các bạn. Xin chào bạn Trần Huy. Trần Huy đã có lời khen là trọng trọng đại đẹp trai quá bình luận viên ơi. Con ác chủ bài đội trưởng Trắng Cao đang bị đau sau pha trượt chân. Mặt sân khá trơn khi mà mưa vẫn đang rơi tại sân. Khá hay. Cú dứt điểm ở cự ly từ khá xa đến từ Gia Bảo. Minh Khoa không có lỗi các bạn. Minh Trắng Tân Doi. Anh Bi Long đã thu hồi bóng trở lại. Hôm nay anh Bi Long đã thức rất sớm và không hề có nhiều thời gian nghỉ ngơi từ sáng cho tới bây giờ với hai giải đấu của mình. Và còn Tần Voi, anh Bi Long cơ hội vào. Ai ghi bàn em? Eto là người giúp cho đội nhà vươn lên dẫn trước 2-1 các bạn. Sẽ là một quả đá phạt chờ còi dành cho Woodrow Defy.
Thời gian còn rất nhiều mấy bạn quân đoàn DeFi ơi. Quá đáng tiếc cho Gia Bảo, bàn thắng khá đẹp nhưng mà bình luận viên chỉ quay được thấy cái dù thôi Gia Bảo ơi. Tỷ số sẽ được cân bằng 2-2. Cơn mưa đang ảnh hưởng khá nhiều, đặc biệt là thời gian đầu trận. Xin chào Trần Huy, Trần Huy đã có lời khen là hay quá. Hoàng Thiện có vũ dành cho Bảo Đen. Mưa đang rơi ngày càng nặng hạt hơn các bạn ơi. Sẽ là một quả phạt góc tiếp theo. Xin chào Lương Minh Khang, Tấn Phát. Không được. Phản công dành cho đoàn quân của quân đội DeFi. Rất hay. Ngọc Tài. Pha bóng chưa hiểu ý của Ngọc Tài cùng với người đồng đội. Xoay trở hay. Xin cảm ơn Trần Quang Huy. Anh Bi Long. Anh Bi Long thi đấu thiên về kỹ thuật nhiều hơn các bạn. Đường chuyền hơi sâu. Còn biết là Quang Huy sẽ có vũ cho đội bóng nào. Những hình ảnh chúng ta đang theo dõi được phát trực tiếp trên nền tảng truyền thông thể thao Facebook Gold Media. Trận thi đấu trong khuôn khổ giải bóng đá X7 kết nối đam mê năm 2023 với sự góp mặt của Bi Long Sport FC cùng với quân đoàn DeFi FC. Và đi bóng chưa thành công của Ngọc Tài. Ngọc Tài và Nhật Trường là hai cầu thủ. Wow! Ngay lập tức thì đoàn quân của Anna Bi Long đại ca đã cho thấy được sức mạnh của mình với bàn thắng là tỷ số thành 3-2. Và ghi bàn của Eto. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng vừa rồi. Chỉ số báo số 4 đã xử lý vô cùng tỉnh táo. Tổ đấu đầu tiên của anh Bi Long đang thể hiện khá tốt.
để có được đội hình hiện tại thì Anna Bilal cũng đã phải tổ chức không ít các giải đấu diễn ra tại các mặt sân phổi của thành phố Mỹ Tho hoặc là các huyện lân cận. Cú đánh đầu không vào, phản xạ khá tốt của thủ thành Hải Bánh. Hải Bánh đã chọn vị trí chính xác. Không được. Đường truyền của Hải Bánh tuy là chính đúng với vị trí của người đồng đội, tuy nhiên lực bóng đi quá nhanh. Các người đồng đội trên hàng công không dễ dàng để có thể khống chế một nhịp mà tốt được các bạn. Mà sân hiện tại đang trơn, bóng ướt nữa. Đường truyền hay của Eto vào. Cách biệt đã được nhân đôi dành cho đội bóng của Anna Bilal đại ca. Pha ghi bàn của Tấn Lộc Biren. Công lớn ở trong bàn thắng vừa rồi phải nhắc tới Eto. Eto đã có một đường truyền như là dọn cổ cho người đồng đội Biren. Eto di chuyển khá rộng các bạn. Mới thấy Eto trên phần sân của đối phương lập tức xuất hiện bên phần sân nhà. Anh Bi Long. Anh Bi Long đã có một dàn cầu thủ vô cùng chất lượng, đồng đều ở các tiếng luôn các bạn ơi. Đường truyền đã khiến cho người đồng đội vào tư thế hơi bị bắt lại. Minh Trắng. Eto. Hải Chiêu Xanh. Thủ môn Hải Bánh rất là nhanh các bạn. Nếu như mà Hải Bánh không kịp thời can thiệp ở trong tình huống vừa rồi, có lẽ thì quân đoàn Refi của chúng ta sẽ nhận thêm một bàn thua. Ngọc Tài. Ngọc Tài là một trong những điểm sáng phía đội hình của quân đoàn Refi cùng với Tăng Voi. Không có lỗi. Ngọc Tài. Được chuyện hơi khó. Anh Long. Không được các bạn. Hình như bóng đã vừa trúng một chiếc áo hồng mới đổi hướng. Xin chào Hoàng Phát. Hoàng Phát đã có lời khen là sân đẹp lắm nhà anh Bình Lê Viên. Vâng, đây là sân cỏ nhân tạo Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, nhà anh Hoàng Phát. Nếu như anh có nhu cầu xin liên hệ với Mr. Vũ, quản lý của sân, để có những khung giờ đẹp và đối thủ xứng tầm với mình. Một pha bấm bóng, bóng đã nằm gọn trong tay của Hải Bánh. Anh Bi Long. Tăng Voi. Người vừa có pha cá bóng đó là Minh Bảo Minh Mèo Đen.
không được. Anh Bi Long sợ thủ môn của đội bạn bị đau các bạn ơi. Bi Long dứt điểm giống như là quẹt vậy các bạn, không có một tí lực nào. Trước đó thì anh Bi Long đã có những pha sự thay đổi người đến từ Wonder Defy. Người được tung vào sân đó là cầu thủ mang áo số 10 Hoàng An. Khánh Duy. Và chiếc điểm hơi mạnh. Trần Quang Huy đã có lại nhắn là refi, gắn gỡ refi ơi. Xin cảm ơn bạn Quang Huy rất nhiều. Cách biệt đang là 2 bàn. Tàu. Có một lần dành cho thủ môn Hải Bánh. Hải Bánh tên khá giống với chú Hải Bánh ở bên ở ngoài miền Bắc phải không các bạn? Chú Hải là một nhân vật sống cho mấy bạn mà có sự yêu thích trong giới giang hồ. Chú Hải là tiền án chung thân mà được về sớm nha các bạn. Wow! Eto đã khiến cho chúng ta phải nhắc tên cầu thủ này một lần nữa các bạn ơi. Bàn thắng này sẽ nâng tỷ số thành 5-2 dành cho đội quân của anh Bi Long đại ca. Thầy Oanh đã cho hiệp đấu thứ nhất được kết thúc. Tỷ số đang là 5-2. Xin hẹn gặp lại các bạn trong 4 phút nữa.
chúng ta cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai các bạn ơi. Kết thúc trận đấu thứ nhất vừa rồi thì đoàn quân của Anna Bi Long đang tạm dẫn trước quân đoàn Defy với tỷ số là 5-2. Trắng cao là cùng với Bảo Minh Mèo Đen và Eto là những cầu thủ đã thi đấu rất hay trong hiệp đấu thứ nhất. Mưa ngày càng nặng hạt hơn tại sân các bạn. Bước sang hiệp đấu này thì đội bóng của anh Bi Long sẽ bảo vệ khung thành ở bên phía tay. Vẫn sẽ là bảo vệ khung thành bên phía tay trái các bạn. Hai đội bóng đã không đổi sân cho nhau. Quân đoàn Defy sẽ tiếp tục thi đấu cho dùng sắc hồng và bảo vệ khung thành bên phía tay phải. Tấn Thịnh bóng được chuyền sai địa chỉ của Tấn Thịnh, khiến cho các người đồng đội có phần hơi vất vả. Khá quyết liệt, nỗ lực vừa rồi là của Tấn Lộc Viren. Tấn Lộc Viren đã được cho ra nghỉ rồi các bạn. Vừa rồi là nỗ lực của Khánh Duy. Vẫn là Eto vượt qua được một chiếu hồng. Wow, đã có bàn thắng tiếp theo nữa rồi các bạn ơi. Hôm nay Eto đang thi đấu với một phong độ vô cùng xuất sắc. Bàn thắng của Eto vừa rồi sẽ nới rộng cách biệt lên thành 4 bàn các bạn. Xin cảm ơn Bảo Minh. Bảo Minh đã có lời nhắn dành cho Tấn Thịnh. Xin cảm ơn Ngô Thanh Tùng, Phúc Hậu. Quang Huy sẽ mong muốn rằng Refi sẽ có được những bàn thắng gỡ hòa. Xin cảm ơn bạn Quang Huy. Được chuyền có Nghĩa Bùi. Bước sang hiệp đấu này thì quân đoàn Defy cũng đã tung tổ đấu khác của mình được vào sân. Pha tiếp bước một chưa tốt. Pha cú dứt điểm tương đối nguy hiểm. Hoàng Thiện đã phá bóng chiều qua một góc. Ở bên ngoài sân thì mấy anh em đang có những lời bình luận cho anh Bi Long đại ca. Làm gì đây?
Mặt sân khá trơn nên đường truyền sẽ đi mạnh hơn so với bình thường nha các bạn. Xin cảm ơn Bảo Minh. Xin cảm ơn bạn Phúc Thiện. Cầu thủ nào được nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này sẽ nhận được một phần quà đến từ Anabilong. Đó là chiếc áo thùng thể thao. Anabilong cũng kinh doanh về các trang phục thể thao dài thi đấu đó nha các bạn. Những như quý khán giả và các bạn có nhu cầu xin liên hệ với Anna Bilong đến từ thành phố Mỹ Tho. Pha đi bóng của Lý Kiệt được chuyền cho Trâm Mực Đen. Trung vệ của quân đoàn DeFi đã bắt bài. Đường chuyền tiếp theo là quá mạnh so với đà di chuyển của Hoàng An. Không có chuyện nguy hiểm. Một pha băng ra của Hoàng Thiện. Mặt sàn khá trơn, các cầu thủ của chúng ta không cần phải vào bóng quá nguy hiểm và quyết liệt nha các bạn ơi. Sau trận đấu này chúng ta vẫn còn nhiều trận đấu hay là giải đấu đang chờ đợi ở mùa hè này. Eto, Eto là một trong những điều khác biệt so với phần còn lại. Vẫn là Eto có thể dứt điểm. Wow, Mực Đen sẽ tiếp tục lập công cho đội nhà các bạn ơi. Bàn thắng của Mực Đen sẽ nâng tỷ số thành 7-2. Minh Tuấn. Quả phát bóng lên dành cho Hải Bánh. Mưa vẫn chưa giảm đi một tí nào các bạn, kể từ đầu trận cho tới bây giờ. Vào đầu buổi chiều này thì anh Bi Long cũng đã tổ chức giải đấu thứ hai trong ngày hôm nay. Pha đi bóng khá quyết tâm của Lý Kiệt. Tuy nhiên thì đường trả về của Lý Kiệt lại đi đúng vào vị trí của đối phương. Khá nguy hiểm, Hoàng Thiện đã kiểm soát được tình hình. Anh Tấn Lộc cũng đã có lời nhắn là anh Bi Long đi giải cứu công chúa, không lo cho anh nghỉ đường gì hết sao. Xin cảm ơn Tấn Lộc. Anh Tấn Lộc đã tỏ sáng ở trong hiệp đấu thứ nhất. Cầu thủ này cũng đã có được bàn thắng dành cho mình. Đó là đường kiến tạo của người đồng đội Ato. Vẫn còn. Hải Bánh. Đường chuyền dành cho Khắc Nguyên.
vẫn còn. Hoàng Phúc, Hoàng Phúc còn có biệt danh là Phúc Báo. Nỗ lực đi bóng đến từ chỉ số Mao số 14. An Le, xin lỗi An Lé các bạn. Bạn An nói chuyện bên đây mà nhìn bên kia không hả An? Bóng đã chạm tay của một chiếc áo hồng. Quả là phần danh Lý Kiệt. Đường chèn sửa lần. Người đồng đội đến từ Lý Kiệt các bạn. Người đồng đội đã băng súng nhưng mà Lý Kiệt lại thực hiện đường chuyền sang ngang. An Lé là một trong những cầu thủ chủ chốt phía quân đoàn đi phải. Cú dứt điểm bằng chân trái của An Lé chưa thể vượt qua được đôi tay của cầu thủ Thành Hoàng Thiện các bạn. A To là người cắt bóng. Lý Kiệt không hề dễ dàng cho quân đoàn DeFi có cơ hội tiếp cận được khung thành của thủ môn Hoàng Thiện ở trong hiệp đấu này. So với tổ đấu thứ nhất thiên về tấn công thì cự ly đội hình ở tổ đấu số 2 đang được giữ rất là chặt chẽ. Đây có lẽ là chiến thuật mà anh Vi Long Đại Ca đã đề ra cho tổ đấu của mình ở trong hiệp đấu còn lại nhằm bảo vệ thành quả. Với cách biệt hiện tại thì đội bóng của anh Vi Long sẽ có được chiến thắng, duy trì chủ trận bất bại ở sân 7 nha các bạn. Cứu bóng đang lăn chậm chậm cắt ngang mặt khung thành của hai bánh và hậu vệ phía của đội DeFi đã kịp thời lùi về. Hải Bánh một pha dứt điểm nhắm vào bóng đèn của A Tô, gây lo lắng cho anh Vũ lắm nha Tô ơi. Hôm nay Tô đã thi đấu với một phong độ trên cả tuyệt vời các bạn. Một mình Tô gây ra không biết bao nhiêu sóng gió cho hàng phòng ngự của đội bạn. Đây đây cơ hội mà không vào. Nếu như đó là anh Bi Long thì mọi chuyện đã khác rồi các bạn ơi. Và xử lý bình luận viên vẫn đang cập nhật tên của cầu thủ vừa rồi các bạn. Đường chuyền của Đại Nghĩa. Eto. Eto. Không, thật là khó tin khi mà Eto đã chưa có được bàn thắng ở trong tình huống vừa rồi. Cột dọc đã từ chối đi bàn thắng dành cho cầu thủ phía Bi Long Sport FC. Rất hay. Thỉnh ngồi. Được chuyền hay. Nỗ lực vừa rồi sẽ mang về quả đá phạt góc tiếp theo.
Thịt rồi. Từ hồi nãy giờ có những pha xử lý có hơi có phần tấu hài chút xíu nha các bạn. Gây lo lắng cho anh Bi Long ở bên ngoài sân. Ato pha xử lý tỉnh táo của Hải Bánh. Nếu như mà Hải Bánh chỉ cần hơi vội vã trong pha phòng thủ vừa rồi, rất dễ nhận lấy một quả penalty. Hải Bánh trong thời gian sắp tới thì quân đoàn DeFi có khả năng sẽ có sự thay đổi về nhân sự. Sau trận đấu này thì anh Tấn Lộc có thể cập nhật video trên YouTube full trận đấu Gold Medal nha anh Tấn Lộc. Ato đường chuyền, đường chuyền quá mạnh các bạn. Theo yêu cầu của những người đồng đội phía đội quân anh Bi Long thì muốn Ato đổi thành Ato nha các bạn, giống như là báo đen Samuel Eto'o. Chúng ta cùng chờ đợi xem phần thưởng cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu này sẽ thuộc về đội bóng nào. Eto'o đã từ chối trước nha các bạn, có gì để cho bình luận viên cũng được. Được chuyền dành cho An Lé. Cơ hội Eto không chỉ nguy hiểm ở khâu tấn công mà Eto cũng có kỹ năng phòng ngự tốt. Không ít lần ở trong trận đấu này Eto đã lùi về giải nguy cho đội nhà. Một cầu thủ phải nói là toàn diện của anh Bi Long ở mùa giải năm nay. Mong rằng ở những trận đấu sắp tới thì anh Bi Long sẽ dẫn dắt các cầu thủ của mình tham gia vào những trận đấu ở những tỉnh lân cận như là Bến Tre, Long An nha các bạn. Eto chưa thể dứt điểm. Wow, một bàn thắng bất ngờ dành cho đoàn quân của anh Bi Long nữa rồi các bạn ơi. Lý Kiệt là người ghi bàn. Cú dứt điểm chìm của Lý Kiệt đã khiến cho thủ thành của đội bạn phải bó tay không vào. Lời đáp trả của quân đoàn DeFi. Không phải là DeFi không có cơ hội và cái cú dứt điểm từ hiệp 1 cho tới bây giờ nha các bạn. Tuy nhiên thì hai thủ môn của anh Bi Long đã thi đấu rất hay. Đó là thủ môn Minh Trắng ở trong hiệp 1 cùng với thủ thành Hoàng Thiện ở hiệp đấu thứ 2. Ngoài ra thì hàng phòng ngự của anh Bi Long cũng đã hỗ trợ rất là kịp thời cho thủ môn của mình.
Thành Khải đã có lời cổ vũ dành cho Tân Voi. Đá xong về lẹ mẹ kiếm kìa. Thịnh Gôi, Thịnh Gôi bình tĩnh lại Thịnh ơi. Nãy giờ bạn Thịnh thi đấu không biết là giống như là cầu thủ của đội đối phương vậy đó các bạn. Eto. Vẫn là Eto. Cơ hội. Phải dứt điểm thứ hai. Cũng dứt điểm lần này của Eto đã đi hơi chọt so với cầu môn Cung Thành của thủ môn Hải Bánh rồi các bạn. Thời gian ở trong hiệp đấu này đang trôi qua được 50%. Một số cầu thủ sẽ được cho ra nghỉ. Tấn Lộc Biren sẽ được trở lại sân. Đây là trận đấu nhằm chuẩn bị cho đội nhà tham gia vào giải đấu sắp tới nha các bạn. Hôm nay thì anh Abi Long đã ngậm ngùi nhìn chiếc cúp của mình rời khỏi sân. Vào buổi sáng, tuy nhiên thì niềm vui đã trao lại với anh Abi Long vào buổi chiều. Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục ở giải U14 cộng 4 tranh cúp anh Abi Long đại ca lần thứ 9. Ato, Thịnh Gôi, Ato đang phát huy tốt khi được sắp xếp ở vị trí tiền vệ trung tâm. Rất hay pha xử lý của An Lẽ. Tuy nhiên thì mặt sân trơn đã khiến cho pha xử lý kỹ thuật của cầu thủ này chưa được như ý. Vẫn là các cầu thủ của Belasport. Lý Kiệt. Kiệt nên thực hiện đường truyền sớm đi Kiệt ơi. Những tình huống đột phá như vậy sẽ không có nhiều cơ hội vượt qua được quá đông các trung vệ của đội bạn. Thịnh Gôi. Thịnh Gôi đã lấy lại tự tin rồi các bạn ơi. Eto. Lý Kiệt. Phản công dành cho quân đội Refi. Refi cố lên các bạn ơi. Chưa được. Vẫn chưa có một pha dứt điểm. Sẽ là một quả phóng lên dành cho đồng quân của anh Bi Long. Xin chào anh Duy Candy rất nhiều. Xin cảm ơn anh Duy nha. Cơ hội đối mặt. Pha xử lý hay của Hải Bánh. Tuy nhiên thì nhịp thứ hai là Hải Bánh đã bị mắc sai lầm. Thịnh Gôi. Tấn Lộc là người cứ bóng trở lại. Lý Kiệt. Một đường truyền có phần hơi thiếu trách nhiệm của Lý Kiệt. Tăng Doi. Thịnh Gôi. Thịnh Gôi đối mặt cùng với Tăng Doi.
Tân Voi cũng khá quen mặt với mấy anh em phường 2 thành phố Mỹ Tho nha các bạn. Hoàng Thiện, người đặc biệt của Hoàng Thiện cũng đang theo dõi trận đấu này. Không chỉ thi đấu tại sân Tân Mỹ Chánh mà anh Abi Long cũng có những trận đấu tại các sân khách như là sân Thiện Nhân, xã Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo nha các bạn. Và sân Tấn Tới nữa, thị trấn Chợ Gạo. Cú dứt điểm của chuyền xuất mau số 7 Tấn Lộc, Biren. Eto'o. Tân Voi. Vâng, bây giờ đã có cổ động viên nhiều chân quá khích sẽ tới số với anh Bi Long bên ngoài sân các bạn. Anh Bi Long đã thu phục được cổ động viên nhiều chân. Cơ hội. Cú dứt điểm. Chúng ta cùng xem lại tình huống trước đó. Tỷ số trận đấu đang là 8-2 nghiêng về đội bóng của anh Bi Long. Cuộc chạm trán trong khuôn khổ giải bóng đá S7 kết nối đam mê năm 2023. Vòng đấu này được diễn ra tại sân cỏ nhân tạo Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Một pha xử lý chưa an toàn của thủ môn Hải Bánh. Sau những giây phút thi đấu chắc chắn thì Hải Bánh đang có dấu hiệu bị lung lay rồi các bạn ơi. Sự thay đổi người tiếp theo, Bảo Minh Mèo Đen sẽ là người được tung vào sân. Bên kia chiến tuyến phía quân đoàn Refi thì Ngọc Tài cùng với mấy anh em thi đấu cũng rất là hay. Tuy nhiên thì quân đoàn Refi đã thiếu đi một vị trí tiền vệ trung tâm, người có thể cạnh tranh trực tiếp với Eto'o. Eto'o đã quán xuyến quá tốt khu vực giữa sân kể từ đầu trận cho tới bây giờ, cắt đứt mọi sự liên lạc phía quân đoàn Refi. Được chuyền của Minh Tân. Minh Tân, Ngọc Tài. Cú dứt điểm của Tân Voi. Mặt sân hơi trơn thì Hoàng Thiện phải mất hai nhịp các bạn mới kiểm soát được tình hình. Rất là khó khăn cho các thủ môn khi phải thi đấu với trời mưa. Sân trơn bóng mướt sẽ khiến cho đường bóng đi vô cùng khô lơn. Bóng sẽ đi nhanh hơn so với bình thường. Thời gian ở trong hiệp thi đấu này chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi các bạn. Vậy mà trợ lý của anh Bi Long nói là khoảng hơn nửa tiếng nữa, gây hoang mang cho anh Bi Long rất là nhiều. Anh Bi Long đã thức từ sáng cho tới bây giờ, có lẽ đêm nay là anh Bi Long cũng không có ngủ luôn các bạn ơi. Đã lâu rồi anh Bi Long cũng đâu có ngủ đâu các bạn.
Thịnh Gôi. Vẫn là Thịnh Gôi. Thịnh Gôi. Thịnh Gôi giống như là bị hết mana ở những bước chân cuối cùng các bạn ơi. Mình về mình hồi mana lại Thịnh đây. Tấn Lộc Viren. Tấn Lộc có vẻ ngoài dày dặn hơn so với các cầu thủ trẻ phía đội bạn Eto. Thịnh Gôi. Một pha làm tường của Thịnh Gôi. Khá lộn xộn. Đưa bóng vào trong. Hậu vệ áo hồng đã kịp thời phá bóng an toàn. Minh Khoa đã bên trong. Đường chuyền cuối cùng đã bị Hải Bánh đọc được. Khá hay. Khả năng phối hợp của quân đoàn DeFi cũng rất là tốt nha các bạn. Tuy nhiên thì với việc Eto đã thi đấu với vòng phong độ cao, khiến cho cầu thủ này đã gần như cắt đứt đi mọi sự liên lạc phía đoàn quân áo hồng trong thời gian của hiệp 1 cũng như là hiệp đấu thứ 2. Nếu như mà quân đoàn DeFi có một cầu thủ nào có thể cạnh tranh trực tiếp với Eto ở trong trận đấu này thì thế trận có thể sẽ khác hơn. Eto đã quán xuyến quá tốt, điều tiết nhịp độ trận đấu ngay từ khu vực giữa sân cho đội nhà. Không những thế mà Eto còn trực tiếp ghi bàn. Sóng gió đã trôi qua. Tăng chơi. Thần Giò đã đào cùng với Thịnh Gôi. Hai cái tên là không thấy cân bằng rồi các bạn. Tấn Lộc. Và chiếc điểm bằng má ngoài chân phải khá nguy hiểm của Tấn Lộc. Thủ môn của quân đoàn DeFi buộc phải phá bóng chiều qua phần góc. Không được. Xin chào Đình Huy. Bạn anh Huy đen đen. Vẫn còn đường chuyền dài của Minh Tân rồi. Đường chuyền quá sâu. Không có gì nguy hiểm. Tấn Lộc. Đường chuyền của Lý Kiệt. Wow! Đã có bàn thắng tiếp theo nữa rồi các bạn ơi. Bàn thắng này sẽ nới rộng cách biệt lên thành 9-2 dành cho đội bóng của Anna Bilong. Eto. Wow! Đã có bàn thắng tiếp theo nữa rồi các bạn ơi.
Hôm nay thì quân đoàn DeFi cũng đã thi đấu rất nỗ lực. Tuy nhiên sức mạnh của các chân sút phía anh Bi Long Sport là phải công nhận nha các bạn. Các cầu thủ thi đấu rất là ăn ý với nhau, chỉ chủ yếu thực hiện những pha phối hợp các đường chuyền chứ không có những tình huống xử lý cá nhân. Chí Tâm đã có lời cổ vũ là Tân Doi đá một bàn ghi một ly trà đá. Chỉ có một ly trà đá thôi sao bạn Chí Tâm? Một bàn thắng đâu có thể dễ dàng như vậy được các bạn. Eto pha xử lý chưa thành công của Minh Khoa. Thời gian trong hiệp đấu thứ hai cũng không còn nhiều đâu các bạn. Có lẽ là đại diện của Anna Bi Long sẽ có được chiến thắng với tỷ số hiện tại. Con ác chủ bài Thịnh Gùi sẽ được anh Bi Long cho ra nghỉ các bạn. Thế trận đã nghiêng hẳn về đội nhà nên Thịnh Gùi sẽ không cần thi đấu thêm giây phút nào nữa đâu. Cú dứt điểm hơi mạnh. Người vừa tung ra pha dứt điểm đó là cầu thủ mang áo số 11 Minh Khoa. Trước đó thì Minh Khoa đã dứt điểm không trúng trái bóng luôn các bạn. Minh Khoa cũng đã có những nụ cười sau pha bóng vừa rồi. Cũng xin cảm ơn bạn Chí Tâm. Chí Tâm mình cố ít lòng nhiều hả Chí Tâm? Một bàn thắng sẽ thưởng cho một ly trà đá dành cho Tân Doi. Hôm nay Tân Doi vẫn chưa có bàn thắng dành cho mình. Đây là Tân Doi. Lý Kiệt và Bảo. Bảo đen. Wow! Bàn thắng tiếp theo đã được Biren tạo ra rồi các bạn ơi. Đây có thể sẽ là đòn kết liễu. Nếu như mà trận đấu có dài thêm tí nữa thì quân đoàn DeFi cũng không có nhiều cơ hội để lật ngược thế cờ các bạn. Vẫn còn An Lẽ và xử lý chưa thành công của An Lẽ. An Lẽ rất là thân thiện nha các bạn. Mỗi khi cầu thủ này được tung vào sân đều gây tiếng cười cho các người đồng đội. Vâng, vậy là hồi lúc đầu An Lẽ chính là người ghi danh sách cho Bình Luân Viên các bạn ơi. Nãy giờ Bình Luân Viên điều tra. Cảm ơn An Lẽ rất là nhiều. An Lẽ ghi tên Bình Luân Viên đọc không có trúng gì hết ta nha An ơi. Lần sau nha, Bình Luân Viên sẽ nhờ An ghi tiếp nữa. Bạn An đã có mặt khá sớm trước trận đấu này. Tinh thần thi đấu rất là kỷ luật. Phía quân đoàn DeFi tuy chưa có được kết quả tốt trước cuộc đối đầu cùng với Bilong Sport, nhưng mà quân đoàn DeFi cũng đã thi đấu hay, không bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Tuy nhiên thì đội hình của quân đoàn DeFi đã thiếu đi một vị trí tiền vệ trung tâm, người có thể đánh chặn hay là hỗ trợ tấn công kịp thời giống như là Eto nha các bạn. Quân đoàn DeFi, các chỉ số trên hàng công phía áo hồng đã hoàn toàn mất đi sự liên lạc với những người đồng đội ở tuyến dưới. Thời gian chính thức của trận hiệp đấu đã trôi qua. Đây là những phút bù giờ. Chí Tâm đã có lời nhắn là chúc Bình Luân Viên và anh em đá bóng buổi tối vui vẻ. Xin cảm ơn bạn Chí Tâm. Cũng xin chúc bạn Chí Tâm có một buổi tối cuối tuần mát mẻ. Quả đá phạt góc hơi mạnh. À,
những hình ảnh của trận đấu này quý khán giả và các bạn sẽ cập nhật trên nền tảng Facebook truyền thông thể thao Golmeda. Khi nào mà có ảnh thì anh Bi Long sẽ chia sẻ trên trang cá nhân của anh Bi Long nha các bạn. Các bạn có thể click vào link Google Drive để tải về những hình ảnh chất lượng nhất của trận đấu tối đêm nay. Do thời tiết bị gây ảnh hưởng nên một số bàn thắng đầu trận sẽ không được mượt mà. Có gì mấy bạn thông cảm cho ekip của chúng em nha. Thời gian đầu bình luận viên cứ ngỡ rằng sẽ không thể livestream thành công trận đấu này. Vâng, vậy là thầy Tường Oanh cũng đã thổi nồi còi kết thúc trận thi đấu giao hữu giữa Bi Long Sport FC cùng với Quân đoàn Rifai FC. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những đấu tiếp theo.